Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Đây là bé Két. Hello. Hôm nay thứ bảy, bé Két không có được ngủ trễ. Mẹ vẫn thức bé Két dậy. Ủa đâu rồi? Cái bao tay của mẹ đâu rồi? Bao tay ngắn á. Ở dưới của con rồi. Ủa? Đây nè. Mà Tấm có một cái bao tay ngắn với một cái bao tay dài. Nếu mà mình mặc áo ngắn, tay ngắn á, thì mình đeo bao tay dài. Nếu mà mình mặc bao tay áo tay dài á, nếu mà mặc áo tay ngắn thì mình đeo bao tay dài. Đó. Sáng giờ họ kêu Két dậy đi Két. Hôm nay thứ bảy Két mới là được nghỉ làm thì mới phụ mẹ dọn nhà được. Còn bình thường nó đi làm không à. Nó đâu có dọn gì, tới bây giờ nó mới bắt đầu, nó mới đi tới nhà mới nè. Lần đầu tiên nó mới thấy nhà mới. Nói mẹ ghê mới quá. Nó mới nghe mẹ kể không à. Còn lần đầu tiên nó mới bắt đầu nó mới đi nè. Nó mới tận mắt thấy nè. Bữa thì mẹ quay video cho nó nhìn thấy thôi. Sẵn đây thì Tám cũng cảm ơn rất là nhiều mọi người comment với lại nhắn tin Tám nhiều lắm. Giống như Tám tưởng tượng giống như là năm mới vậy đó. Quá trời người chúc mừng luôn, mà giống y như là chúc mừng năm mới hoặc là chúc mừng sinh nhật vậy đó. Nhiều quá trời, cho nên mình cảm thấy là mình rất là vui và hạnh phúc khi mà rất là nhiều người fan của bà Tám á, rất là thương yêu bà Tám, quan tâm cho bà Tám và đã chúc mừng cho bà Tám. Mà chúc mừng với một cái tấm lòng rất là thành thật, như là thành như là cái bằng cái gì con? Thật tâm. Ờ đúng rồi. Chân thành luôn á. Thật tâm, chân thật gì? Ừ, đúng là từ chân thành luôn á. Ờ, có những người người ta nhắn tin rồi mừng quá muốn khóc luôn, rồi mừng lay cho Tám, vui lay cho Tám, mừng giống như y như là giống như là người đó là Tám vậy đó. Cảm ơn rất là nhiều, nhiều lắm. Thì hiện tại thì Tám cũng đang rất là lu bu nhưng mà cũng phải cố gắng edit cái những cái video để cho mọi người nắm. Mà lạ lắm nha. Lạ lắm nha. Cái bữa mà Tấm, các bạn có nhớ cái video mà chị Khanh không? Nói chuyện chị Khanh mà Tấm mới nói là có thể ngày 8, ngày 9, ngày 10 là Tấm sẽ không có lên clip, là bởi vì Tấm nghĩ trong đầu là lúc đó là Tấm dọn nhà, là Tấm không có lên clip được. Nhưng mà thật ra cái tự nhiên 3 ngày đó Tấm cũng không lên clip được luôn. Đúng như cái lời của Tấm nói. Nhưng mà không phải lý do là vì là Tấm dọn nhà, mà là vì cái video mà review căn nhà đó đó. Căn nhà 6 triệu, gần 6 triệu đô đó, là nó trục trặc làm cho Tấm không lên video 3 ngày đó luôn. Mà không phải là vì cái lý do mà trong đầu Tấm nghĩ. Ồ ghê không? Tại vì mình không có biết trước được cái chuyện gì nó xảy tới cho mình những cái ngày trước. Nhưng mà mình cứ nghĩ mình nói gì để cho mọi người yên tâm là nếu mà Tám không có lên video 3 ngày đó thì các bạn đừng có lo, là Tám không có sao, Tám khỏe lắm, Tám không có bị gì hết. Không có, tại vì nhiều khi á, mỗi lần mà buổi sáng hoặc là một hai ngày mà Tám không có lên video á, mới như là một buổi sáng thôi mà Tám không lên video là có người nhắn tin cho Tám liền, hỏi Tám ơi Tám có sao không. Rồi nếu mà 2 ngày thì người lại người khác nhắn hỏi Tám có sao không, trời em không thấy Tám đâu hết. Một ngày mà Tám không có lên coi video của Tám là em thấy thiếu cái gì đó đó. Cho nên là hỏi Tám sao không thấy lên video đó. Cho nên là Tám mới sợ là Tám không có lên 3 ngày đó thì các bạn lo lắng, cho nên Tám mới nói trước. Nhưng mà đúng y như rằng là bình thường á, nếu mà bình thường là Tám sẽ vẫn lên, nhưng mà tự nhiên ngay cái ba cái ngày đó tự nhiên nó kẹt cái vụ cái video review. Cũng những cái mình nghiệm rồi thấy ghê vậy trời, tự nhiên mình cái linh tính của mình là 3 ngày đó mình không lên video, mình nói trước luôn,
chỉ sợ cái nghĩ trời ớn, thôi đừng nói gì trơn, nói miệng mắm muối quá. Rồi xong cái vụ mà nhà thì nhiều lúc mình, lúc mà mình xếp Đức Mẹ lên trên cái kệ đó, cái mình nghĩ trong bụng rồi sao hay quá ta. Mình trong đầu mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ trời phải chi mình có một cái kệ rất là đẹp, là để mình để Đức Mẹ hết lên mình chân. Mà lúc nào tấm đi tới nhà người khác á, nhìn cái nhà người ta chân Đức Mẹ Chúa, cái tấm buồn buồn trong lòng, tấm nói trời nhà mình nhỏ xíu à, nhà mình không có chỗ, nhà mình không có chỗ để chân. Mình cứ nói trong bụng thôi, mình nó cứ nói trong bụng á, tại vì mình niệm lại á, lúc mà mình làm những cái việc đó, cái mình niệm lại mình nói tại sao hay quá vậy ta. Mình nghĩ cái tư tưởng của mình trong đầu thôi mà Chúa đã cho mình rồi. Chúa đã cho mình một cái nơi giống như mình thích. Mà mình không ngờ là cái lúc mà mình sắp Đức Mẹ lên cái kệ, một cái kệ đó đó, cái tự nhiên mình nghĩ Chúa sao hay vậy. Mình nghĩ thôi mà Chúa cho mình giống như là cái ý nghĩ của mình muốn. Thật sự Tám nghĩ Tám không có ngờ luôn, Tám lại được một cái nơi như vậy để mà ở. Thì ở đây thì hơi là đi làm chỗ két, đi tới chỗ làm thì bình thường mình đi là nhà mình bình thường là 7 phút đúng không? Còn ở đây là mấy phút không? Ở đây hay lắm 10 phút đúng không? 11 phút. 11 phút thì đi sớm khoảng 4 phút nữa là ok. Nghĩ sao? Xe nữa. Con đi làm, mẹ sẽ chỉ cho con cái đường đi không có bị kẹt xe. Đừng có đi qua đường lớn, tại vì đi đường nào nó cũng tới La Mã đó, tại vì cái đường giống như một cái bàn cờ vậy đó. Cho nên con sẽ tìm những cái con đường mà không có bị kẹt xe, con sẽ đi rất là nhanh. Tại bữa giờ mẹ đi mẹ để nghiên cứu. Mẹ nghiên cứu hết rồi. Giờ tại vì đi đường nào nó cũng là một cái thời gian đó hết á. Như một cái bàn cờ mà. Như cũng là một cái thời gian đó, nhưng mà con phải tìm cái con đường nào mà con đi nó vắng là con đi là nhanh lắm. Con sẽ tới cái chỗ làm của con sẽ sớm hơn. Bà chỗ làm nói con coi trang để cho vui nghe. Cái gì? Bữa con nhờ cái cô trong chỗ làm chở con về. Mà con nói là sợ ngược cước gì đó, sợ ngược đường. Cái bác kêu đường như cái bàn cờ vậy đó em, đường nào cũng về La Mã. Kêu trời ơi. Gì vậy? Cậu nói giờ đang trend hả? Gì vậy? Không, ý là mình đi cái đường nào mình cũng đi tới được nhà mình đó. Tại vì như một cái bàn cờ mà, ví dụ mình không đi thẳng thì mình quẹo bên này thì mình đi ngõ này, mình đi, hiểu không? Đó là như vậy, ý mày nói vậy đó. Két nó chưa có rảnh, có không, nó không có thời gian để mà nó coi YouTube của bà Tám, cho nên nó chẳng biết gì trơn. Cái clip Tám lên nó cũng quay nhà quay đồ vậy nên nó kêu có thấy sợ hãi gì. Cái gì sợ hãi? Sợ hãi thấy những điều mới mẻ. Hiện tại là chị Kim và chị Cam Linh đang ở bên nhà bà ngoại á. Rồi dọn cái kho của bà ngoại. Để mà đem những cái trang trí Noel á. Là tại chị Cam Linh là Thánh dọn. Thứ nhất là Thánh dọn. Thứ hai là rất là thích trang trí. Những ngày lễ lạc chị Linh rất là thích trang trí, nên là chị Linh sẽ là người dọn những cái đồ trang trí Noel qua với chị Kim. Từ để cô cái này xong cái đã. Két nó hỏi xe nó làm sao rồi. Đang chuẩn bị là sắp sửa là dọn nhà dọn cửa xong là mua cho nó một chiếc xe cũ đi. Nhưng mà hiện tại là chưa có kiếm ra một chiếc xe cũ. Chứ phải đi kiếm. Không, tại mẹ không có, chưa có, chứ giống như là chưa có thời gian để mà đi coi. Thì đang là dự tính là xong xuôi ổn định cái này xong rồi mới mua cho Két một chiếc xe cũ. Nhưng mà xe cũ là phải rất là cẩn thận, mình phải coi đàng hoàng, tại vì coi xe đó có bị
accident này kia không, hoặc là xe đó người ta đi lâu chưa, bao nhiêu mai, có bị hư hỏng cái gì nhiều không, chứ xe cũ con đi hư quá con đi cũng nguy hiểm đúng không, con đi nó mất công nó hư giữa đường nữa, cũ nhưng mà cũ vừa vừa thôi chứ không phải cũ quá. Hên á thì mình mua được một chiếc xe cũ mà bền giống như chú Tuyên á, ba nói đó, chú Tuyên mua chiếc xe cũ hả, trụ đi hả biết bao nhiêu năm nó không có hư cái gì đó, là hên, cho nên là mình hên xui thôi. Rồi tới ở đây tèn 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 đây. Oh my god là gì hả, sao oh my god đang phản ứng đó. Đang phản ứng hả? Không phản ứng sao? Cho vô coi nhà trước rồi đem đồ vô sau ha. Ok. Rồi đây là cửa vô. Đính đòn. Đính đòn. Đó, Đức Mẹ đằng trước đã xong xuôi. Sumo có rồi nè, bỏ ở đây nè. Mẹ mở đèn lên. Mở đèn lên. Chào ba. Dạ ở sắp về ở ơi ba ơi. Ở ngoài giữ nhà hả? Ừ, ngoại về trước giữ nhà. Phòng gì đây? Phòng bà ngoại. Wow. Phòng bà ngoại dưới nhà. Ủa ai để bình bông đây rồi ta? Gara. Gara là chỗ của ba sẽ ngồi 1/4 cái gara để ba ngồi trước đó. Sao để xe? Không, mình không để xe trong gara. Đó, mẹ tính làm cái góc đó cho ba đó. Nắng nóng rồi sao ba chịu nổi? Không, buổi sáng không có nắng nóng, buổi sáng mát lắm. Nè, bây giờ mở cái gara lên là biết buổi sáng làm sao rồi nè. Coi buổi sáng rồi nè. Đó không, góc này đâu nắng đâu. Nè cái góc này không có nắng nè, thấy không? Đúng không? Đó. Được, cửa đó mở được không? Không, mình cũng có thể mở ra được á. Cái đó sân vườn ngoài đó. Cái đó của vợ cái vườn của mình á. Trời ơi, vậy là tốt, không phải kiểm tra cửa hết rồi. Cửa các bạn. Cục chú. Ở đây là để máy giặt máy sấy nè. Rồi. Rồi mình vô nhà. Đây là cây thông rồi chuẩn bị để đây để cái gì lên làm nè. Làm không? Ủa? Ai chưng cái này đây vậy ta? Ủa, à ngày hôm qua dì Linh. Trời ơi, dì Linh chân ngày hôm qua, tối hôm qua dì Linh ở đây mà mẹ không có. Cái này của con nè, mà để ra cho con nè, có gì con ấy nha. À, kéo qua con. Bây giờ là 9:20 sáng. À. Wow, đã làm xong cái này rồi nè. Nhỏ này nó đòi nuôi chó. Đó, Đức Mẹ của nhà bà Tám đem qua đây nè, thấy chưa? Có cái vòm luôn rồi nè, có đèn rồi, bắt đèn luôn rồi. Đây, đó cái màn che xuống nè. Đó, ví dụ như là ở đây có một hai cái bàn dài, nếu mà mình đãi tiệc tùng á, đó, mình để có hai cái bàn dài ở đây luôn. Đúng rồi, cái chỗ này để tủ lạnh vừa. Rồi bé két bắt đầu đi lên lầu.
Cái kết review nhà. Cái này là sáng quá luôn. Đúng rồi. Trời ơi cao. Muốn vô phòng nào trước? Đó mới lạnh không? Này phòng mẹ ha. Mở đèn lên. Sau cánh cửa. Cần gì mở đèn, mở cửa sổ ra là nó sáng rồi, không cần mở đèn cái. Đấy, lấy một cửa sổ mở ra. Tính để giường ở đâu? Ở giữa đó. Sáng quá kìa, về lại. Ừ. Ngủ mình đóng lại. Không sáng đâu con. Không sáng đâu. Nhưng mà mình dậy sớm mình đi làm mà. Mình đâu có phải thì sao? Không có treo màn. Cái này để mấy này hả? Không, mà để tính đem mấy cái thùng nó vô trong kia. Mà để đỡ thôi. Cái này làm cái gì? Trời ơi, có chỗ đi cầu. Ô con sẽ nằm ở chỗ. Wow, nè mẹ chơi hết cái tủ này. Đúng cái rồi. Cái tủ bên ở ngoài là một cổ cho con được. Được. Con để đồ. Mẹ xong rồi đó. Mẹ xếp xong rồi nè, thấy không? Đồ của mẹ nè. Xong rồi đó. Xong mẹ rồi các bạn. Ừ. Giờ tới lượt con á. Đó, mẹ với con ở đây không có cần giành nhau nè. Mỗi lần sáng nó đi làm, mình dậy mình chở nó đi làm, hai đứa dầm nhau. Toilet. Ý quên là đồ chỗ rửa mặt. Không có đâu. Không có bên kia kìa. Bên phải. Cái này hả? Ừ. Bên để đâu? Ngoài. Đây nè. Mà của con chắc để trong này á. Em lộn cái áo của con qua là dọc qua. Đó, chút đem áo quần lên móc vô. Hay là con muốn sao, muốn phòng bên kia. Ba chọn cái phòng bên kia. Ba chọn, cho ba chọn chứ. Con đâu dành được. Mở cửa sổ ra cho sáng cái. Sao con thích phòng này hay phòng này? Phòng này màu xanh con. Để cái bàn sao để cái giường. Để kệ nữa. Chị Ti tới là chị Ti ở đây đó. Ti ở có 10 ngày chứ nhiêu. Không, hình như trong 10 ngày đó thì ở đây có mấy ngày à. Ti còn đi tùm lum mà. Liên quan đâu rồi. Trường hay ở trường cái phòng xanh cho con. Ừ. Đồ Lê Quang là móc lên hết rồi nè. Đợi Lê Quang qua, Lê Quang sửa lại muốn móc như thế nào. Nhưng mà tám móc tùm lum. Ê, cái được để bạn kìa. Ý mình được không? Không được. Để cái màn xấu lắm cái thôi. Nhà người ta đang đẹp, tự nhiên con để màn vô xấu lắm. Cái đó thì có màn á. Màn này thì nó không. À, mẹ nghĩ là nó sáng là bị cái ánh sáng này vô nè. Hiểu không? Nếu mà mình làm cái màn mình không có cửa đâu. Không có cửa, mình để cái màn xuống thì cái phòng này nó sẽ tối. Nhưng mình để cái màn đi. Tại vì ánh sáng ở từ đây. Thì đó có đó. Cái màn nó phải dài đúng không? Đúng rồi. Phải mua cái màn mà chặn ánh sáng nha. Nè con Hồng bên này, con cái móc đồ bên này đi, mẹ móc bên nó.
sao? Hay làm sao? Hay mắc cười. Trời đất ơi. Hay thú vị. Thú vị vậy? À? Đâu mà nó ở nhà lầu. Lâu lắm mới ở nhà lầu. Có thể... Mẹ ơi! À. Là làm sao? Là có cái gì là mẹ ơi! Mẹ để bàn của mẹ đâu? Ở đây nè, bà làm việc của mẹ với một cái tủ. Hay con để bàn của mẹ. Hết chỗ đi. Trời đất ơi. Để coi tình hình coi làm sao. Có thể mẹ để bàn làm việc của mẹ trong phòng này luôn. Thì con để ngoài hả? Ok. Hai phòng này nó bự mà. Nhưng mà để như coi như thế nào đó. Phải đem đồ vô mới biết. Thì bự có việc cũng không bự. Cái này là cái thể gì? Salon. Với kệ tivi của ba. Ba ngồi ở dưới đây hả? Ừ. Ủa, con tưởng mẹ làm góc cho ba ngoài. Ủa, cái ngoài đó là khác. Cái ngoài đó buổi sáng giống như ở ngoài sân của mình á. Cà phê rồi. Ừ. Sao không cho ba cái này nè? Ở đó không có người qua đi lại, ổng không chịu. Ổng coi, ổng muốn nhìn người đi qua đi lại. Trời ơi. Để ông sáng tác nhạc. Đêm càng buông xuống mau, xe chạy nhanh quá nhanh. Ừ. Quá rồi. Ông đi lấy gì á, mày chưa thấy nè. Cái này là ba đã xí rồi đó. Để làm cái gì? Ba xí, ba để đờn với lại âm ly của ba đó. Trời ơi. Vô chồng luôn nè. Ừ. Cái này không có kho không mẹ? Đúng rồi. Trời ơi, cái này tích trữ rồi chứ. Cái này thường người ta trữ đồ khô á. Nhưng mà ba đã chiếm để làm để đờn với âm ly. Chứ ba không có chỗ để. Phòng ba trên lầu đâu có được. Đâu có đem lên nổi. Ok, xong chưa? Đã review căn nhà xong chưa? Bây giờ mình bắt đầu làm việc nha. Bye bye các bạn đi nè. Bye bye các bạn. Các bạn. Bye bye các cô, các chú, các bé. Rồi. Bà Tám chào tạm biệt các bạn tại đây nha. Clip đã quá dài. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nha. Bye bye Sumi. Ô quên lộn. Sumo. Bye bye con Sumo. Bữa nào đem nó ra ngoài đường chứ nó không có đứng đây. Nó ở ngoài đường coi nhà. Ngoài cửa đó. Nè các bạn thấy không đó, Tám xếp Đức Mẹ lên đây hết luôn toàn bộ. Mỗi lần bữa nào mà Tám Việt Nam Tám mua Đức Mẹ, Tám rước Đức Mẹ khác nữa về đây. Đó, Tám để đây với con rất là nhiều. Nhiều chỗ để Đức Mẹ lắm. Đức Mẹ nấu lá nè, Đức Mẹ tà bao nè. Đức Mẹ ban ơn nè, Đức Mẹ la vang nè. Đức Mẹ này là Đức Mẹ núi cuối. Đúng rồi, Đức Mẹ núi cuối. Chìa khóa à? Ừ. Mẹ đã mở rồi mà. Chưa. Ở trên mới đóng một cái thanh giá lên cao nè. Chúc các bậc một ngày an lành và hạnh phúc. Tám làm việc đây. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.